Tôi xin được báo án. Một vụ án đã xảy ra 10 năm trước. Alo. Có phải đây là số điện thoại của anh Lê Phúc không? Đúng rồi. Tôi là Phúc. Vợ chồng tôi là đi du lịch có lụm được cái sợi dây chuyền mà ở trên đấy có khắc cái chữ LB. Vợ tôi nói là tên Lê Phúc nên tôi gọi cho anh. Trên đời này có biết bao nhiêu người tên Phúc. Thôi tôi không rảnh đâu nói chuyện tào lao nha. Máy đâu? Giờ sao? Gọi lại lần nữa đi. Thôi, em gỡ hình qua cho nhanh lẹ. Gỡ hình qua nè. Hiền nè. Hiền. Cô là ai? Trời ơi, Hiền là bạn học chung lớp của ông á, 10 năm trước, ông có nhớ không? Chắc không nhớ thôi, để tôi kể cận kẽ cho ông nghe nè. Tôi là Hiền, học chung lớp A5, ngồi ở dưới bàn dưới, còn ông á thì ngồi ở bàn đầu, từ thứ hai từ ngoài đếm vô, ông nhớ chưa? Tôi không nhớ. Cũng không có trách được, tại vì cũng 10 năm rồi, chứ lại ông cũng lo học không à, có khi nào chú ý tới tụi tôi đâu. Mà Phúc ơi, tôi có tin vui để muốn báo cho ông nè. Chuyện là hồi bữa tôi với chồng của tôi đi dã ngoại lụm được sợi dây chuyền của Phúc á. Sao cô biết đó là sợi dây chuyền của tôi? Thì cái sợi dây chuyền của Phúc á y chang như sợi dây chuyền của tôi, nhưng mà phía mặt sau á là có ghi chữ LB, là của Phúc chứ ai nữa. Bộ ông không nhớ là cái hồi đó là năm cuối á, lớp mình chuẩn bị ra trường, xong cái lớp mình làm dây chuyền 36 đứa, là 36 sợi dây chuyền giống y hệt nhau, nhưng mà phía mặt sau là cái ghi tên từng đứa hả? Nhớ chưa? Cô nhặt được nó ở đâu? Ở khu rừng ma đó. Trời ơi, cái chỗ năm xưa mà lớp mình đi dã ngoại, nhớ chưa? Sao cô nhặt được nó? Chắc là ông trời muốn cho tôi với Phúc gặp lại nhau á. Mà may ghê, hồi bữa tôi gặp lớp trưởng á, lớp trưởng cho tôi số điện thoại của Phúc nè. Bây giờ Phúc cho tôi địa chỉ đi, có gì tôi tới nhà của Phúc tôi đưa dây chuyền cho Phúc nha. Thôi không cần đâu, cô gửi qua bưu điện cho tôi được rồi. Không, Phúc phải đưa địa chỉ để tôi tận tay đưa cho Phúc, tại vì tụi mình lâu lắm rồi chưa có gặp nhau á, tôi cũng muốn gặp Phúc để mà chúng ta tâm sự chia sẻ. Ha, mà không biết cái vụ của ông Hà tự dưng sao bữa đó nó đi dã ngoại chung với lớp mình mà nó mất tích ta. Thôi được rồi, cô cho địa chỉ đi rồi gặp. Ok Phúc. Hai người là người gọi điện thoại cho tôi lúc nãy đúng không?
mời anh Ngầu. À, uống gì kêu luôn ấy. Một. Trời ơi, 10 năm rồi mới gặp nhìn Phúc đẹp trai quá à. Trời ơi. Cái tay, bắt lấy cái tay. Qua đây Ngầu giùm cái ơi. Ngầu đây giùm ơi. Qua đây Ngầu, lẹ lẹ. Thông cảm, tại đậu chỗ cho nó tông triệt tông vậy chứ đâu có ghen cái gì đâu mà. Tôi không nhận ra cô. Không nhận ra là đúng rồi. Vợ tôi đập mặt say lại mà nhiều đêm ngủ tôi còn gặp chim bao nữa, tôi tưởng không phải vợ tôi chứ. Anh có cần phải quạch tẹt trước mặt của Phúc vậy không? À, xin lỗi. Mà phải công nhận nha, một khi mà mình có tiền rồi, muốn làm cái gì cũng được hết, muốn mua cái gì cũng được hết. Chỉ có một thứ là không được thôi, là quay lại với quá khứ. Anh hen. À. Mà thôi, hồi nãy giờ tự dưng ngồi nói chuyện gì đâu không luôn á. Giới thiệu với Phúc nha, đây là anh Lý, chồng của Hiền. Còn đây là Phúc, bạn cũ của em 10 năm về trước. Thật ra thì tôi với cô có thể học chung lớp, nhưng mà do lâu năm quá không gặp cho nên. Đúng rồi, không những học chung lớp với nhau mà đeo dây chuyền cũng giống nhau luôn. Dây chuyền đâu? Ủa, anh lấy rồi anh hỏi em gì. Hay quá. Biết sao không? Tại á, đập cái mặt đi rồi, cái mặt mới nó không có phù hợp với cái mặt dây chuyền cũ, nên tôi tháo ra rồi. Rồi còn dây chuyền của anh thì tụi tôi đang cầm ở đây. Dây chuyền đâu trả cho người ta. Quên. Đây. Làm cái gì mà vội vàng dữ vậy không biết nữa hả. Công nhận 10 năm rồi mà nhìn nó vẫn bóng láng ha. 40.000 đồng bạc ra ngồi tiệm đá quý quýnh bóng lại ở trời ạ. Cô tìm thấy sợi chuyện này ở đâu? Thì vợ chồng tôi nói trong điện thoại rồi đấy. Đi du lịch trở lại cái chỗ mà ngày xưa lớp của mấy người cắm trại ôn lại kỷ niệm quá khứ. Xong cái bà vợ tôi bà thấy cái gì mà long lanh lấp lánh lấp ló dưới lớp lá, cái là tới lụm lên thì cái mặt dây chuyền có khắc cái chữ lờ bờ. Thì bà mới nói là chữ Lơ Phúc. Thôi trả cho người ta đi, trời ơi, lụm được của râu thì trả là cho người đánh mất chứ. Từ từ anh làm gì mà gấp gáp vậy? Em với Phúc đó là 10 năm rồi mới gặp lại, biết bao nhiêu là chuyện để tâm sự, đúng không Phúc? Nếu đây là sợi chuyện của tôi rồi thì trả lại với tôi đi, tôi có thời nhiều thời gian. Đó, cái bản tính đó nha, 10 năm rồi vẫn không thay đổi, lúc nào cũng vội vàng vàng. Chút nữa tôi cũng sẽ đưa cho ông. Nhưng mà trước khi đưa, tôi muốn hỏi ông một câu. Là bữa đi dã ngoại á, tự dưng con Hà nó biệt tâm biệt tích vậy? Ủa, nói vậy là anh Lơ Phúc đây với em với cô Hà là bạn học chung lớp hả? Không những là bạn học chung, mà Phúc với Hà còn là người yêu của nhau nữa. Dồn nghe xong tim mà muốn lên xiển luôn á. Hiền biết rồi, bữa đó hai người đi dã ngoại chung với nhau, con Hà nó nói là nó hết tình cảm với Phúc, cái Phúc ngô, đúng không? Im đi. Anh, bạn của em kìa, dỗ với em quá. Không sao, có anh ở đây rồi, không ai làm gì em hết. Anh bình tĩnh anh trai, không trả gì tiền cho người ta, anh quýnh không có lại nó đâu. Trả cho anh trai nè. Ê trả dùm tiền cà phê luôn nha. Sao bây giờ vợ chồng con Hiền chết tiệt đó lại tìm ra nó? Bữa đi dã ngoại á, tự dưng con Hà nó biệt tâm biệt tích vậy? Bữa đó hai người đi dã ngoại chung với nhau, con Hà nó nói là nó hết tình cảm với Phúc, cái Phúc mà... đúng không? Nếu vợ chồng con Hiền nó phát hiện ra sợi dây chuyền
thì biết đâu tụi nó sẽ phát hiện ra sự thật. Không được, mình phải quay trở lại chỗ cũ. Đi ra đây với Phúc vui lắm. Ồ, mình đi đâu vậy Phúc? Ra đây vui lắm mà. Mình đi xa lớp lắm rồi á, thôi về đi. Đâu có sao đâu, ra đây bảo đảm vui lắm. À, mình ngồi xuống đây nha. Hai. Quay qua nhìn Phúc nè. Phúc thương Hà lắm á. Phúc làm gì vậy? Hà cho Phúc hôn một cái thôi nha. Phúc làm gì vậy? Cho Phúc đi. Người lừa ta. Anh Lê Phúc. Anh đã bị bắt. Tôi xin được báo án. Một vụ án đã xảy ra 10 năm trước. Chị tôi và hắn học chung lớp. Hôm đó lớp của họ tổ chức dã ngoại. Hắn đã đến và đưa chị của tôi đi. 1, 2, 3. Em thắng rồi. Ôi dạ, em chơi hay thiệt luôn á. Em mà. Ủa. Dạ. Chị em cũng có sợi chị y chang nè. Sợi chuyện này hả? Hả? Em nhìn cái mặt. Có chữ L bờ. Ừ, là tên của anh đó, Lê Phúc. Chị em cũng có một cái có chữ bờ hờ. Ừ, Phương Hà. Đúng rồi, tại vì trong lớp anh á, ai cũng có một sợi dây chuyền y chang như nhau. Trên cái mặt á là tên viết tắt của mọi người. Vậy anh chị đi chơi về á, mua cho em một cái nha. Em thích dây chuyền vậy hả? Dạ. Chút xíu khi đi chơi về á, anh với chị sẽ mua cho em một sợi y chang vậy luôn. Rồi trên cái mặt sẽ khắc chữ N L Ngọc Lan. Đúng rồi. Ba ơi, con đi học lớp với Phúc nha. Nay con về trễ một chút. Mình đi Phúc. Nhớ nhà ngoan nha. Dạ. Anh mua cho. Dạ, anh nhớ nha. Hứa, uy tín mà. Hứa cái gì đó. Bí mật của hai anh em tụi tôi, hỏi làm gì. Anh đi nha. Dạ. Nhưng sau đêm hôm đó, hắn chỉ trở về của một mình và thông báo tin dữ đến ba tôi. Con xin lỗi bác. Tụi con đã tìm kiếm Hà suốt đêm qua nhưng mà không thấy. Con không bảo vệ được Hà. Xin lỗi bác nhiều. Bây giờ tụi con sẽ cố gắng tìm kiếm. Rồi có tin tức gì con sẽ báo cho bác liền. Linh cảm của tôi cho thấy hắn đang che giấu một sự thật. Hơn nữa, sợi dây chuyền hắn đeo trên cổ cũng không còn nữa. Vậy thì tại sao lúc đó cô không khai báo chi tiết này? Khi đó tôi chỉ mới là cô bé có 13 tuổi. Thử hỏi ai sẽ tin lời con nít chứ. Vậy nên sau 10 năm, cô đã quyết định lật lại vụ việc này. Đúng. Bây giờ tôi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình, nên tôi quyết định báo án.
vì tôi tin rằng mười năm nay chị tôi không phải mất tích mà là đã bị sát hại. Chúng tôi đã lần theo manh mối đầu tiên, cũng là manh mối duy nhất trong vụ án này, chính là sợi dây chuyền. Nên chúng tôi đã tìm cách tìm gặp lớp trưởng của anh và Hà. Tôi với chồng của tôi đi dã ngoại á, lượm được sợi dây chuyền của Phúc á, ở khu rừng ma đó, chỗ năm xưa mà lớp mình đi dã ngoại, nhớ chưa? Ê ê, trả dùm tiền cà phê luôn nha. Đến lúc chúng ta hành động thôi. Và Phúc không một cái thôi. Phúc làm gì vậy? Cho Phúc đi. Buông ra. Phúc làm cái gì vậy hả? Mày dám đánh tao hả? Mày dám đánh tao hả? Đây chỉ là tai nạn thôi. Anh không cố ý. Thưa đồng chí, đã có kết quả giám định ADN. Bộ hài cốt đó chính là của Hà, người yêu cũ của Phúc. Tôi xin cảm ơn cán bộ. Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Thật ra chúng tôi mới là người cảm ơn gia đình của cô. Và lời cảm ơn đặc biệt đến chị Hà. Chính trong giây phút cuối cùng đó, chị Hà đã giữ lại vật chứng duy nhất để phá vụ án, bắt hung thủ phải đền tội.